Xin chào tất cả mọi người. Arsenal là tâm điểm chú ý của trận đấu này. Vâng, đúng vậy, tôi đang háo hức được xem trận đấu này đây. Eto, Gareth Bale, Ibrahimovic, Philip Lam. Sắp tới sẽ là một pha đá phạt. Một pha cản phá dũng cảm, dùng thân mình để chắn cú sút. Philip Lam chạy chỗ và chuyền bóng là điểm mấu chốt trong bóng đá. Quãng thời gian vừa qua, hàng phòng ngự đã hoạt động rất hiệu quả. Trọng tài ra hiệu cho một quả đá phạt. Pedro Rodriguez, Eto, đường bóng rất chính xác. Anh ấy đã thoát. Không, cờ đã được giơ lên. Pha bóng đó sẽ không được tính. Anh ta đã thoát xuống phải không? Không, cờ Việt Vy đã được căng lên rồi. Thật đáng tiếc. Một đường chuyền bóng trên không cho các đội tuyến trên. Maicon. Messi. Một nỗ lực rất đáng ghi nhận. Inter có quả phạt góc ở đây. Phá cản bóng tốt của tiền đạo và giờ anh ta có cơ hội ghi bàn. Vâng, những cú sút. Trọng tài ra hiệu đá phạt. Họ đã làm mất bóng. Philip Lam, Gareth Bale, Eto. Một pha chuyền bóng rất hay ngay sau khi bị mất quyền kiểm soát bóng. Pha xử lý này sẽ mang đến một điều gì đó, chắc chắn là vậy. Wow, bàn thắng tuyệt đẹp. Cú dứt điểm tốt phải không? Rất tinh tế, không cần cứ phải sút thật căng mới hạ thủ được thủ môn. Vươn lên dẫn trước đang là Inter. Eto. Ronaldo, anh ta lao vào và cản bóng thành công. Tôi nghĩ việc Arsenal đã từng giành được cú đúp năm 1971 là một thành công khi ở thời đó có quá nhiều đội bóng khổng lồ. Và cũng không thể không nhắc tới Arsene Wenger, người đã đến và thổi một luồng gió mới vào câu lạc bộ. Vâng, rõ ràng với những thay đổi hoàn toàn về mặt chiến thuật cho đến lối chơi, đặc biệt là việc sử dụng những mầm non, Arsenal đã nổi tiếng toàn cầu nhờ lối chơi quyến rũ của mình. Tuy nhiên thì họ vẫn cần phải đạt được các danh hiệu để làm hài lòng những cổ động viên trung thành của mình. Eto. Họ đã giành được quyền kiểm soát bóng từ pha cản phá. Anh ấy đang tìm cách thoát khỏi vòng vây. Làm mất bóng trước đó nhưng anh ta đã kịp chùi và lấy lại bóng. Vâng, cầu thủ Arsenal vẫn chưa tạo được ảnh hưởng lên trận đấu. Hậu vệ đã cản phá bóng rất đúng lúc. Pedro Rodriguez. Eto. Eto. Ronaldo. Anh ấy là một cầu thủ đầy sáng tạo và đồng đội rất tin tưởng khi chuyền bóng đến anh ấy. Chân đã chạm bóng, đáng tiếc là không giữ được. Một pha cản phá, ôi ta thực hiện rất tốt. Messi. Bóng đã ra ngoài sân và sẽ có một pha ném biên. Essien, Ibrahimovic, Messi. Và đó là những gì mà một hậu vệ phải làm, lao vào giành bóng lại ở vị trí thích hợp. Marcos Rojo, Ronaldo, Eto, Ibrahimovic, Robben. Ồ, tôi nghĩ hầu hết các cầu thủ bị bắt lỗi biệt vị, cũng sẽ có một số người không đồng ý. Hiệp 1 đã trôi qua, anh có nhận định gì về hiệp 1 vừa rồi không? Biệt vị rồi, trợ lý trọng tài đã bắt rất tốt trong tình huống vừa xong. Vâng, đúng như vậy. Một quyết định chính xác. Đó chỉ là một khoảnh khắc, nhưng tôi thấy cần phải khen ngợi vị trí trợ lý trọng tài này. 45 phút của hiệp thi đấu thứ 2 sắp sửa được diễn ra, thành viên của cả hai đội đều đã sẵn sàng. Messi, vâng, sẽ có tình huống nguy hiểm xảy ra ở đây. Một pha ghi bàn cực đẹp, họ lại ghi bàn. Họ đã làm chủ thế trận, không còn cơ hội nào nữa cho đội bạn để có thể lật ngược tình thế. Một trận bóng rất hay. Anh ấy đã có pha dứt điểm hoàn hảo. Vâng, tỷ số đang là 2-0. Đều. Eto,
Ronaldo. Giờ họ sẽ có một quả đá phạt trực tiếp ngay đây. Trọng tài xác định sẽ có một quả phát bóng lên. Matt Hamel, Robben, Messi, Eto, Pedro Rodriguez. Đó là màn trình diễn của anh ấy. Nhanh chóng chọn vị trí để cứu nguy cho khung thành. Essien, Marcos Rojo. Pha cướp bóng mạnh mẽ của Michael. Một pha chạy trốn rất hay. Anh đã thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ. Anh ta đang cố gắng ghi bàn. Bóng vẫn còn trong sân. Eto, Ronaldo. Họ đã giành được bóng sau pha cản phá. Essien, Ibrahimovic. Pha cản phá tốt đến từ cầu thủ có phong độ cao Pedro Rodriguez. Sau nhiều pha bóng hỏng, có vẻ anh ấy đang mất dần sự tự tin vốn có. Và tôi cũng từng chứng kiến rất nhiều cầu thủ xuống quân đội như vậy, và họ cần quyết tâm hơn để vươn lên. Eto, Messi, Maicon. Tình huống vừa rồi đã dẫn tới cú dứt điểm này, và đó là một quả phạt góc cho Inter. Ibrahimovic. Gareth Bale. Eto. Đã tung ra cú sút rồi. Anh ấy đã biến nó thành bàn thắng rồi. Không thể làm tốt hơn trong tình huống như vậy. Khi anh xem một cầu thủ tài năng như thế thi đấu, và khi nhìn vào những năm qua, thì quả thật năm nay là năm của Ronaldo, và khả năng ghi bàn của anh đã vượt hẳn một huyền thoại khác cũng với cái tên Ronaldo. Tỷ số hiện tại là 2-1. Messi, Vincent Kompany. Đó là pha cắt bóng của Cristiano Ronaldo. Vậy là cơ hội ghi bàn đã mất vì pha phá bóng vừa rồi. Anh ta đã lao vào và giờ trái bóng đang lăn rất khó lường. Thủ môn đã có được bóng rồi. Vâng, nếu như anh ta canh sai thời điểm, một pha phạt đền và một chiếc thẻ đỏ rời sân chính là những gì mà anh ta đã mang lại cho đội nhà. Vincent Kompany, Pique, Dani Alves. 7 phút cuối cùng của trận đấu. Messi. Chính là như vậy đấy. Vâng, một pha đánh đầu rất dũng cảm. Trông anh ta như đang rất khát bàn thắng vậy. Mới chỉ có một bàn thôi, nhưng khi sự tự tin đã trở lại thì anh ấy còn muốn nhiều hơn thế. Tôi cũng hy vọng rằng anh ấy sẽ tiếp tục ghi bàn đấy. Còn 5 phút thi đấu cuối cùng và họ thì vẫn đang dẫn trước. Vừa rồi là một cơ hội rõ rệt để có thể giúp đội bóng của anh ta dứt điểm trận đấu. Nhưng rốt cuộc họ đã để cho cơ hội đó trôi qua và không có bàn thắng được ghi. Michael Essien chặn được bóng. Eto. Messi. Maicon. Messi. Quả đi bóng đẹp mắt. Lý do để anh ấy ghi bàn thắng thứ hai. Vâng, không gì hơn đó là động lực đến từ bàn thắng trước đó. Vâng, hôm nay là một ngày tuyệt vời của họ. Tỷ số hiện là 3-1. Gareth Bale. Eto. Marcos Rojo. Robben. Ronaldo. Dani Alves. Trọng tài xác định đã có phạm lỗi và sẽ có đá phạt ngay đây. Robben, đó là một đường chuyền không tốt. Eto. Ibrahimovic. Cơ hội ghi bàn đây rồi. Trọng tài chỉ tay vào vị trí phạt góc. Họ liên kết với nhau rất chặt chẽ. Trông như thể họ sẽ chuyền bóng. Vâng, sẽ có một tình huống đá phạt trực tiếp. Và Inter đã chiến thắng trận đấu này. Điều này hẳn sẽ làm hài lòng.